Hello, xin kính chào anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử Văn Chắc của mình ha. Thì đây là cái chỗ làm việc của mình, anh em thấy không? Rất là bề bộn ha. Mặt hiện tại rất là nhiều. Đấy. Thì mong anh em cũng thông cảm cho mình ha. Bỏ qua tại vì dạo này không biết sao mà cái lượng lo kéo mà gửi về thì sửa anh em nó tăng lên đột ngột. Nó tăng lên đột ngột cái số lượng rất là nhiều nha, nhưng mà anh em thông cảm cho mình một cái vấn đề là khi mà anh em gửi cái mạch cho mình á, là thứ nhất là cái vấn đề mà shipper nó giao hàng là ví dụ như là nó đã chậm mà, thì anh em gửi về tầm đơn tùy theo đơn vị vận chuyển mà tầm 1 đến 3 ngày hoặc là 4 ngày mới tới lượt tay mình, thì mình xử lý tầm, nếu mà tập trung xử lý luôn đó, thì tầm 1 ngày hay là những mạch đó nhanh nhất, còn không thôi thì có thể là 2 ngày 3 ngày đó ha, là anh em thấy là đã gần cả tuần lễ rồi, vậy là được 6 7 ngày, gần 1 tuần lễ rồi. Sau khi mình làm xong mình đóng hàng mình gói mình gửi đi đó, thì cũng phải tầm 3 4 ngày ấy, cũng phải tầm 3 ngày, nói chung là tùy theo đơn vị vận chuyển thôi và tùy theo cái khoảng cách mà từ cái chỗ các bạn ở mà đến cái chỗ mình đó đấy, thì nó anh em thấy là có thể hơn tuần lễ đấy ngay. Mà khi mà anh em mà gửi mình đây, mình xin nói luôn ha, khi mà anh em gửi mặt cho mình mà anh em xác định là gửi để sửa cho im cho chất lượng thì anh em gửi cho mình nha, còn nếu mà anh em mà cần cần gấp cần xử lý rồi xài liền á, thì anh em đem lại cái tiệm mà ở gần anh em nhất thì anh em trở lại đó thì người ta xử lý cho anh em ha. Ấy tại vì anh em thông cảm cho mình nha, là mình ở đây mình cái tiệm của mình ở đây á, thí dụ như khách hàng đem lại tới cái cửa tiệm của mình luôn, thì bắt buộc mình phải kiểm tra, bắt buộc mình phải kiểm tra xử lý cho cái khách hàng đó trước, chứ không không thể nào mà ngồi làm cái trong cái mạch anh em trước rồi bắt người ta phải ngồi đó người ta đợi hết, thì cái vấn đề đó anh em cũng thông cảm với mình đấy, không thể nào bắt người ta ngồi đó đợi hết, thì mình cũng phải mở ra mình kiểm tra mình xử lý, rồi thí dụ như cái vấn đề đó xử lý được thì xử lý trong vòng tầm 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì xử lý xong để cho khách hàng người ta về đấy. Thì, còn những cái vấn đề nào mà nó nặng quá hoặc là chưa có linh kiện thì mình mới tư vấn là gửi lại đấy, tư vấn là gửi lại đi, rồi khi nào xử lý xong thì mình sẽ gọi điện ấy, thì anh em thông cảm nha, ấy thì không thể nào mà xử lý cái mạch của anh em trước mà bỏ khách hàng ta ngồi nó ta đợi được ấy, thì cái mạch của anh em thường thường thì mình ăn cơm nước xong thì tầm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ giờ giờ, giờ tối thì mình sửa, trong cái thời gian đó bắt đầu mình sửa là từ 7 giờ mình sửa cho tới 12 giờ, 27 giờ sửa đến 12 giờ, trung bình thì nếu mà đầy đủ linh kiện thì một cái mạch đó thì xử lý tầm 1 tiếng đến hơn 1 tiếng, hơn 1 tiếng hồ là mình làm kỹ luôn á, là mình làm này kia rồi mình còn phải chét mở tản nhiệt cho nó rồi phải bắt ốc đồ, nói chung là làm 1 tiếng hơn hơn 1 tiếng. Nhưng mà anh em biết là những cái mạch mà anh em gửi cho mình đó là những cái mạch nó hầu như là gần như hết cứu rồi, thấy hầu như là mấy cái thợ vòng vòng người ta chê hết rồi, rồi anh em không có cứu được anh em mới gửi xuống cho mình. Cái đó là một số thôi nha, còn một số anh em thì trước giờ luôn ủng hộ mình đấy, thì mình thấy hư cũng đơn giản thôi cũng gắn gửi xuống mình đấy, thì đó là sự tin tưởng của anh em thì mình xin cảm ơn nha. Đấy thì hôm nay là cái vấn đề xử cái mạch này đây, nhưng mà ở dưới phía trước mặt nè thì anh em thông cảm nha, thì anh nói là nhà anh chuẩn bị có đám giỗ quá thôi mình ưu tiên mình làm mạch này cho anh trước đi, chứ nguyên tắc của mình đó là những anh em nào mà gửi cái mạch cho mình trước là mình xử lý trước, trừ khi mình đã hết linh kiện mình đợi mình đặt về đó, thì cái đó thì anh em phải thông cảm với mình thôi, thì đang đợi hết linh kiện đợi đặt về thì không có thể làm thì sao sửa được. Cái chỗ mình mua linh kiện rất là khó anh em, hầu như mình phải đặt từ Đồng Nai từ Bình Dương từ Sài Gòn về hết á, chứ anh em hồi xưa giờ có nghe Kiên Giang mà nó phân phối nó bán cái gì hay là linh kiện điện tử gì mà nó có tiếng chưa? Chưa. Vào vào và mình sẽ là người để cho mọi người biết đến Kiên Giang nhiều hơn.
Đấy là quê của mình ha, thì từ lúc xưa là những anh em nào mà sửa mạch đồ á, là phải gửi đi Sài Gòn, gửi đi tất cả các tỉnh khác. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ làm ngược lại điều đó, là anh em sẽ ưu tiên gửi về Kiên Giang cho mình nha. Đấy, đó là một cái điều tâm sự. Rồi thì cái vấn đề cái mạch này thì anh nói là một là Bluetooth chập chờn, mình nói giờ mình hát 2-3 bài rồi ha, chưa thấy bị gì ấy. Kiểm tra nguồn thì nguồn rất là ok, không 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 phải bị vấn đề nguồn. Thì cái này chắc mình sẽ hàn một cái sợi dây anten và Bluetooth ra ha, cho nó xa hơn chút. Tại vì hiện tại á, là mình test anh em là mình đang để ngoài gì nè, ấy để ngoài gì test. Nhưng mà có khi là về khách khách hàng người ta bỏ vô trong cái thùng á, bỏ vô trong cái thùng lo thì nó lại bị, bỏ trong thùng lo thì nó lại bị ha. Thì đó là một cái vấn đề ấy. Thì bởi vì mình sẽ hàn thử một cái anten, một cái sợi dây anten dài dài ra xem nó như thế nào nha. Rồi thì cái vấn đề mà mình để ở ngoài gì á mà nó không bị chập chờn ấy, tức là nguồn đầu nó tốt rồi anh em, nó chỉ là do để trong thùng nó khuất sống rồi. Còn một cái vấn đề nữa là một cái vấn đề hú à, cái vấn đề mà bị hú ấy thì mình kiểm tra thì đúng là hú thiệt, hú hú cách vô lý nha. Rồi thì ở đây là mình gắn lại cái micro gain của nó đây. Xích sao một chút cho anh em nhìn thấy. Rồi gắn lại cái micro gain của nó ha. Rồi thì cái thùng lo mình đang thử đó, cái thùng màu vàng vàng đó, ở phía trên có cái lo có bát để đó. Thì khoảng cách mà từ mình đang ngồi nè, từ cái chỗ mình đang ngồi nè lại tới cái thùng lo đó là khoảng cách 8 cái miếng gạch như thế này nha. Đây, gạch gạch này gạch 4 tấc, gạch này gạch 4 tấc đấy. Thì 8 cái miếng gạch như thế ha, 8 4 32 3 m 2, tầm 3 mét rưỡi 4 mét ha. Đấy thì mình sẽ test cái bình ắc quy ha, bật cái chế độ DC cho nó an toàn, nó khỏi phải kiêm điện khỏi gì cả. Gia lại cái biến áp thì anh cũng không có gửi theo cho mình ha. Rồi anh em xem nè, mic chép, mic chép đây, mình dặn cái mic này ha. Rồi echo đồ e-pin gì đó, mic bass thì mình để 50 thôi, tại nó hú hú chép chứ nó không hú hú bass. Còn cái von mic nè, đây mic von là mình dặn maximum 100%. Rồi xong, đây là cái micro của nó nè, đây mình mở lên để anh em thấy không, hú liền nè. Đây đây ha, đây mà mình đây ha, đây cái vấn đề hú nè, đây là để gần cái mạch này ha. Đây hú hú vô lý ha, hú vô lý mà hú một cách vô tội vạ luôn. Rồi đây mình tắt nè. Đấy rồi đây mình sẽ rút cái mạch này ra ha, rút cái, rồi mình gắn cái mạch của mà mình vô, cái mic của mình vô ha. Đấy thì cái vấn đề hú thì chỉ cần triệt tiêu đổi cái mic là xong nha anh em, do cái mic nó bị hú. Rồi xong ha, đổi cái mạch này rồi bật lên nè. Đấy thì nó có đèn báo có nguồn ha. Rồi thì volume vẫn để thinh vậy, không có thay đổi gì cả. Đây mở mic lên im không, đây đấy. Đấy. Một, hai, sáu, bảy. Đấy, cái tiếng xì của chép ha, như vậy là hát ok rồi. Đấy thì cái chiều rộng của cái nhà mình là cái 1 2 3 4 5 6 chiều rộng, bây giờ mình là 7 miếng 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 gạch nè. Chiều rộng nhà mình là 7 miếng gạch, cho nên là vòng vòng xung quanh nè, anh em thấy nè, xung quanh thì dừng thiết nè. Đấy, cái mặt lo thì đang quay ra như thế này đây. Cái mặt lo đang quay ra, đang hướng ra như thế này đây. Đấy là cái tần số rồi, nó sẽ trực tiếp nó dội thẳng vào cái mi luôn rồi. Đây. Đấy, không có chạy đường nào được hết trơn á. À. Đấy, nhưng mà nó không hú thì có nghĩa là tính chất là do cái mic nha. Đấy, do cái mic thì
cái cách cái hướng xử lý thì một là đổi mít ha, còn hai là mình gắn chống hú vào cho nó, gắn chống hú vào thì cũng được thôi, gắn chống hú vào thì cũng được thôi ha. Đấy, nhưng mà cái hướng đổi cái mít là cái hướng ok hơn. Đấy, thì cái mít này thì chỉ cái là cái mít zin của nó luôn nè, nano mắt nè, anh em thấy không, mít hãng luôn, anh em mua ngoài thì không có, anh em mua ngoài không có giống gì. Đấy ha. Anh em có nghe được là hơi có tiếng u hơi nhỏ nhỏ, nhưng mà không biết có thu vô được cái trong cái điện thoại không ha. Đấy thì cái tiếng đó là cái tiếng giống như là kiểu nó hú chung, nó hú cái dải chung, cái lo chung á, là tại vì cái lo của mình đó, cái lo đó là mình đang có gắn phân tần, đang gắn phân âm ha. Đấy, phân âm là giống như cái lo sân khấu luôn nha anh em, chứ không phải là cạn cái chép không không nha. Phân âm giống như một cái lo sân khấu. Rồi anh em đợi mình xíu. Đấy, đó là anh em biết cái nguyên nhân chưa? Đấy, không phải mà cái gì mà đồ hãng là nó tốt, và cũng không phải mà cái gì anh em mua mắc tiền là nó tốt. Có nhiều người nhắn tin cho mình cái mình hỏi cái mít loại gì. Trời ơi, mít anh cái mít loại mà mắc tiền nhất của tốt nhất của lo kéo á, chắc là gì mình thua luôn. Không biết đường. Đấy, còn cái mic này là đâu phải tốt nhất đâu anh em, mic này mình hiện tại mình bán chỉ cái giá 6600 thôi. Đấy, là cái giá là nó không như chung chung thôi, còn những cái loại 7800, 900 các triệu có nữa. Đấy. Ha, 600 là mình lấy làm như chắc nó qua nhiều trung gian, nhưng mà do cái vấn đề mình set đồ mình bảo hành thôi, mình ăn tiền thôi chứ. Còn cái mít 600 mình chắc mắc hơn ở ngoài thị trường. Ngoài thị trường chắc bán cỡ 500 560 580 gì đó. Thì có 10-20 ngàn ha. Anh em quan trọng là cái chất lượng, và quan trọng là anh em biết nó, mình mua cái hàng nó ok là được. Này, đấy, nó chỉ bị như vậy thôi. Anh em chỉ cần cắt bớt một chút xíu chép về cho mình ha. Đấy, nếu mà anh em ngồi ở gần hơn, đấy, cắt nhẹ cho mình thôi, như là. Rồi, chúng ta tiến hành mở hai cái mic luôn nha. Thường thường một cái thì nó ít hú, nhưng mà hai cái thì nó cộng lần số nhiều, nó sẽ hú nhiều hơn xíu. Đấy, nãy anh em nghe không? Đấy, hai cái thì nó sẽ hú nhiều hơn xíu ở đây. Đấy, thì như vậy thì anh em sẽ cắt bớt cái tiếng mít lại một chút xíu nè, cắt một xíu nè, cắt bớt tiếng chép lại một xíu nè. Đấy. Đấy, nhưng mà không có ai mà ngồi mà hai cái mít mà ngồi sát bên nhau gì mà hát hết trơn á, một người hơi xa một chút. Đây thí dụ như cái mít này để ở đây đi, mít này để em đây gì đi, đấy thì nó sẽ bớt hú rất là nhiều ha. Đấy, còn cái mic gain của nó là nếu mà mở gì là không có, mở gì là không hát được đâu anh em. Đấy là tại sao mình lại phải mở lên cho anh em nghe vậy, hay mình test như vậy. Hai cái mic đó thì nó sẽ hú hơn một cái. Nhưng mà có một cái nguyên tắc nữa là khi mà anh em mà có tiếng nhạc vô á, thì cái mi nào mà giỏm thì nó hú nhiều hơn, mà cái mi nào mà nó đạt rồi thì nó ít hú lại. Đây thì cái tiếng nhạc nó quánh nó bay bổng, nó đẩy cái tần số đi ra xa, nó một phần là nó sẽ đi về những cái hướng khác, nó chỉ lọt vô cái mic, cái đầu mic một phần thôi ha. Còn khi mà không có nhạc để mà đẩy nó bay ra thì hầu như là nó dồn toàn bộ, nói chung là cái lực đi của nó ngắn đó,
lực đi của nó ngắn hơn thì nó tới cái đầu mít mình nó thắng lại, còn cái kia nó bay xa. Đấy thì có thể mình nói mình diễn đạt nó không có đúng, nó không chính xác đó, nhưng mà cái nhưng mà không mình không có diễn đạt được, nhưng mà cái thật sự nó là như vậy đó. Có nghĩa là khi mà có nhạc vào đó, thì nó sẽ bớt hú lại chút, bớt hú lại ít nữa đấy, còn khi mà không có nhạc đó, thì để không nghiên hú nhiều đấy. Còn cái micro gain của nó thì thôi nó hú không thể nào mà chấp nhận được ha. Đấy còn nếu mà muốn còn mạch này mà muốn hay ok thì xử bằng cái mạch chống hú. Đấy thì cái mạch chống hú thì hiện tại là mình đang gắn với cái giá là 650, tại vì mạch mua vô 550 rồi. Ủa xin lỗi, 500.000. 500.000 mà cái lúc đó mình mua bây giờ nó giảm giá rồi, nó giảm giá còn 400, hình như 450 gì phải. 450 giảm được 50.000, nhưng mà 50.000 thì ship đi đây cũng 50.000 thôi, là cũng 500 thôi. Tại vì hồi xưa lấy số lượng nhiều ship nó không có đáng kể. Tại cái mạch nó nhẹ hửng à, anh em lấy năm sáu cái gì đâu có nhiêu tiền thì cũng ship 50.000, thì chia ra làm 5-6 cái đó thì không có đáng kể nha. Đấy. Nó vậy rồi thì xét này ha, thì để mình liên lạc lại với chủ nhân của cái mạch này nha. Rồi thì video này xin kết thúc nha anh em, xin chào tạm biệt anh em.